Hải Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học tốt thú vị. Các bạn thân mến, trong số 88 chòm sao nói chung và 12 chòm sao hoàng đạo nói riêng, bọ cạp có thể được coi là một trong những chòm sao sáng nhất trên bầu trời. Vào thời điểm mùa hè, chúng ta có thể dễ dàng quan sát chòm sao trên bầu trời đêm. Nổi bật trong chòm sao là ngôi sao khổng lồ Antares. Nó được mệnh danh là trái tim của chòm sao bọ cạp. Vậy hôm nay, tôi thú vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn của chòm sao này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Chòm sao bọ cạp hay còn được gọi với cái tên khác là chòm sao thiên yết. Đây là một trong 88 chòm sao trên bầu trời đêm và nó cũng là một trong 12 chòm sao cung hoàng đạo. Trong nền văn hóa phương Đông, chòm sao bọ cạp còn được biết đến với cái tên gọi là chòm sao thần nông. Tuy nhiên, chòm sao thần nông không đầy đủ và khác rất nhiều so với chòm sao bọ cạp. Chính vì vậy, chòm sao thần nông không được công nhận bởi các nhà thiên văn quốc tế. Để quan sát được chòm sao bọ cạp trên bầu trời, vào các buổi tối mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, bạn hãy nhìn lên bầu trời, check về hướng nam, khi đó bạn sẽ dễ dàng nhận ra chòm sao này. Ở trong chòm sao có 14 ngôi sao chính khá sáng, khi chúng ta nối chúng lại với nhau, nó sẽ tạo nên biểu tượng của chòm sao bọ cạp. Trong thần thoại Hy Lạp, bọ cạp là một loài sinh vật đầy nguy hiểm, chúng được gửi tới bởi nữ thần mặt trăng để giết thợ săn Orion. Đó là sự trừng phạt cho lòng kiêu hãnh của ông. Mặc dù chúng được mô tả là loài sinh vật đầy nguy hiểm, nhưng bọ cạp không hề xấu xa. Biểu tượng của chòm sao là nguyên tố nước thứ hai, phản ánh sự trả thù khi thiên nhiên bị xúc phạm và công lý nghiêm khắc luôn chờ đợi những kẻ thiếu khiêm nhường khi đứng trước đấng tối cao. Chính bởi vậy, theo quan niệm của chiêm tinh học, những người sinh vào thời gian từ 24 tháng 10 đến 22 tháng 11 dương lịch sẽ được chòm sao bọ cạp chiếu mệnh. Theo các nhà khoa học, tính cách của những người thuộc chòm sao này thường là thiếu cảm giác an toàn, sợ tổn thương. Vậy nên khi ngủ, bọ cạp hầu như chẳng lúc nào rời xa thú bông hay chiếc gối ôm mềm mại. Bạn đừng để vẻ bề ngoài ghê gớm, kiên cường của họ đánh lừa. Đó thực chất chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho một nội tâm yếu đuối và nhạy cảm. Thế giới riêng của một bọ cạp có đủ mọi loại cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc tột cùng đến bi thương cực đỉnh. Bọ cạp là kiểu người khẩu xà tâm Phật, thông thường sẽ buông lời cay độc dù trong lòng yêu mến, trân trọng vô cùng. Họ là người hiểu chuyện, kiểm soát cảm xúc cũng tốt, nhưng ai bảo đã chót khoác lên mình lớp mặt nạ hằn học với cuộc đời. Trong tình yêu, bọ cạp là những người khó rung động, khó tin tưởng, khó mở lòng, nhưng một khi đã yêu ai thì chẳng dễ gì bỏ cuộc buông tay. Vẻ ngoài tỉnh táo, lạnh lùng khi ấy sẽ từ từ được bóc tách vơi bày một trái tim cuồng nhiệt, ấm áp, chân thành và trung thủy. Nhưng nếu bị phản bội, bọ cạp ngay lập tức sẽ biến thành một quả bom đích thực bởi họ là người yêu ghét đều cực điểm. Sau này khi mọi chuyện đã qua đi, bất kể bạn dốc sức cứu vãn như thế nào cũng đừng mong có được niềm tin từ bọ cạp một lần nữa. Hải Yến lưu ý với các bạn rằng, dự đoán về tính cách của các chòm sao không phải là mê tín dị đoan, mà đây là một bộ môn khoa học chiêm tinh đã được các nhà khoa học công nhận. Tất nhiên rằng, để tạo nên tính cách của một con người còn có rất nhiều thứ khác ảnh hưởng, như môi trường sống, giáo dục gia đình, quan hệ xã hội, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác. Chính bởi vậy, dự đoán tính cách của một bộ môn chiêm tinh học có thể là một kênh thông tin mà chúng ta có thể tham khảo. Nếu bạn là người sinh vào thời gian từ 24 tháng 10 đến 21 tháng 11 dương lịch, thì đừng ngần ngại để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Quay trở lại chòm sao bọ cạp, nổi bật trong chòm sao là ngôi sao Antares. Nó được mệnh danh là trái tim của con bọ cạp. Đây là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao và nó cũng là thiên thể sáng thứ 16 trên bầu trời. Nhìn bằng mắt thường, ngôi sao có ánh sáng màu đỏ đặc trưng tương tự như hỏa tinh. Chính vì vậy, các nhà quan sát cho rằng đây là một đối thủ của hỏa tinh trên bầu trời. Đôi khi có nhiều người còn nhầm lẫn giữa ngôi sao Antares và hỏa tinh bởi vì quan sát bằng mắt thường, ánh sáng của chúng khá giống nhau và cả hai đều rất sáng. Nhưng nếu bạn có kỹ năng quan sát các ngôi sao, bạn sẽ dễ dàng phân biệt được hai vật thể này bởi vì ánh sáng của hỏa tinh là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời, còn ánh sáng của Antares đó là ánh sáng được phát ra từ những ngôi sao.
Ngoài ra, vị trí và đường đi của hai vật thể này là khác nhau. Chính bởi vậy, chúng ta cũng khá dễ dàng phân biệt được chúng trên bầu trời. Quan sát bằng mắt thường, Enceladus là một ngôi sao, nhưng thực tế đây là một hệ sao nhị phân được tạo ra bởi hai ngôi sao khá lớn. Trong đó, ngôi sao chính được biết đến là một ngôi sao khổng lồ đỏ với bán kính gấp khoảng 700 lần bán kính của mặt trời, tức bán kính của nó vào khoảng 487 triệu km. Với bán kính này, nếu bạn có một phép màu nào đó đặt ngôi sao Enceladus thay thế mặt trời của chúng ta, bán kính của nó sẽ mở rộng vượt qua quỹ đạo của hỏa tinh và gần chạm đến quỹ đạo của mộc tinh. Còn nếu bạn muốn bay qua đường kính của ngôi sao bằng một tên lửa đẩy với vận tốc 7,9 km/giây, thì bạn sẽ mất khoảng 4 năm bay không ngừng nghỉ mới thực hiện được điều đó. Đây quả thực là một ngôi sao rất lớn đúng không các bạn? Với độ sáng biểu kiến từ 0,6 đến 1,6, Enceladus được biết đến là ngôi sao biến thiên không đều chậm, tức độ biến thiên của nó ít biểu hiện hoặc không có chu kỳ xác định. Chính bởi kích thước siêu khủng mà ngôi sao có độ sáng rất lớn. Theo tính toán, độ sáng của ngôi sao gấp khoảng 75.900 lần độ sáng của mặt trời. Chính bởi vậy, dù nó nằm cách trái đất 550 năm ánh sáng, nhưng nó vẫn là thiên thể sáng thứ 16 trên bầu trời. Các bạn hãy hình dung xem, một thiên thể cách trái đất 550 năm ánh sáng, tức khoảng hơn 5 triệu tỷ km, mà chúng ta vẫn dễ dàng quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời, thậm chí nó còn rất sáng, thì chúng ta đủ biết là nó lớn và sáng đến mức độ nào. Ngoài ra, ngôi sao có quang phổ loại mờ, chính vì vậy, nhiệt độ bề mặt của nó rất mát. Qua đo đạc, nhiệt độ bề mặt của ngôi sao chỉ vào khoảng 3.660 độ Kelvin, tức khoảng 3.387 độ C. Với nhiệt độ này, nó còn thấp hơn khoảng trên 2.000 độ so với nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Giống như hầu hết các ngôi sao khổng lồ đỏ mát mẻ khác, Enceladus được cho là đang ở thời kỳ cuối của quá trình tiến hóa sao. Lớp vỏ ngoài của chúng đang dần mở rộng và sớm muộn nó sẽ kết thúc cuộc đời bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Theo tính toán, tuổi của ngôi sao hiện tại mới chỉ khoảng 15 triệu năm tuổi. Sau khoảng 10.000 năm nữa, ngôi sao có thể sẽ phát nổ. Khi đó, từ trái đất chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một bữa tiệc ánh sáng do vũ trụ tạo ra. Theo mô hình giả lập trên máy tính của các nhà khoa học, nếu ngôi sao Enceladus phát nổ, quan sát từ trái đất, ánh sáng của vụ nổ sẽ tương đương với cường độ sáng của trăng tròn. Điều này có nghĩa ở thời điểm đó, chúng ta có thể quan sát thấy ánh sáng của vụ nổ ngay cả ban ngày. Nhưng tiếc rằng khoảng 10.000 năm nữa nó mới phát nổ nên chúng ta không có cơ hội chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng mà nó tạo ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngoài ra, đồng hành với ngôi sao Enceladus cũng là một ngôi sao khác khá lớn, nó được đặt tên là Enceladus B. Theo tính toán của các nhà khoa học, bán kính của ngôi sao Enceladus B chỉ gấp khoảng 5,2 lần bán kính mặt trời. Nhưng đây là ngôi sao cực nóng, với quang phổ loại B2.5V, nó có nhiệt độ bề mặt lên tới 18.500 độ Kelvin, tức 18.227 độ C. Với nhiệt độ này, tuy rằng nó có kích thước khá khiêm tốn, nhưng độ sáng của nó tạo ra gấp khoảng 2.754 lần độ sáng của mặt trời. Đây cũng được coi là một ngôi sao rất sáng trong thiên hà. Tuy rằng nó sáng như vậy, nhưng bạn sẽ không tìm ra nó nếu bạn sử dụng các kính thiên văn có khẩu độ dưới 5,9 inch. Bởi vì khi nó đứng cạnh ngôi sao Enceladus, ánh sáng của nó bị lu mờ trước ngôi sao chính. Với những kính thiên văn có khẩu độ tốt hơn, bạn có thể quan sát ngôi sao Enceladus B ở bên cạnh với một màu xanh đậm hoặc xanh lục, trái ngược với màu đỏ cam đặc trưng của ngôi sao chính. Qua đây chúng ta có thể thấy, mặt trời của chúng ta tuy rằng rất lớn, nhưng nếu so sánh với các ngôi sao khác trong vũ trụ thì nó quả thực là nhỏ bé. Theo tính toán của các nhà khoa học, ngôi sao Enceladus B cách ngôi sao chính khoảng 529 AU, tức khoảng gần 80 tỷ km. Đây là một khoảng cách cũng khá xa của hệ sao nhị phân. Bạn thử hình dung, trái đất cách mặt trời khoảng 150 triệu km. Còn với hệ nhị phân Enceladus, chúng có khoảng cách gấp 529 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Chính bởi vậy, chúng có một chu kỳ quỹ đạo khá lâu. Theo tính toán, để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo, chúng mất khoảng 1.218 năm. Và các nhà khoa học cho rằng ngôi sao Enceladus B có thể có một quỹ đạo tròn. Phải nói rằng, ngôi sao Enceladus không hổ danh là trái tim của bọ cạp, một ngôi sao khổng lồ đỏ với độ sáng siêu lớn. Nhưng rất tiếc nó còn rất trẻ, chỉ mới 15 triệu năm tuổi, nhưng nó không thể chống lại những quy luật của vũ trụ. Những ngôi sao càng lớn, tuổi đời của chúng lại càng ngắn.
Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của hệ sao nhị phân Antares và chòm sao bọ cạp. Đây vẫn là một trong những chòm sao nổi bật nhất trên bầu trời đêm. Nếu bạn là người yêu thích ngắm các ngôi sao thì đừng bỏ qua chòm sao bọ cạp nổi tiếng này nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!